đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ không? Trên thực tế có rất nhiều cá nhân, hộ gia đình sinh sống, sử dụng ổn định hay canh tác, trồng trọt trên diện tích đất từ thời điểm trước đây cho đến nay mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Cho đến khi nhận thức được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn được người dân gọi là sổ đỏ là chứng thư pháp lý chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà nước trao cho người sử dụng đất. Khi này họ mới ý thức được sự cần thiết của việc làm sổ đỏ, tuy nhiên, người sử dụng đất lại không có bất kỳ giấy tờ nào về quyền sử dụng đất, vậy người dân sẽ phải xử lý ra sao trong trường hợp này? liệu đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ không? Căn cứ điều 101 luật đất đai 2013, nếu đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện theo pháp luật hiện hành. Đầu tiên, cần xác định loại đất theo hiện trạng sử dụng. Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, pháp luật đất đai đã có quy định cụ thể đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận thì việc xác định loại đất đã được quy định tại điều 2 khoản 1 nghị định 01/2017/ND/CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành. Luật đất đai, cụ thể, điều 2, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 43 2014 ND CP. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 11 của luật đất đai thì loại đất được xác định như sau. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng. Trường hợp đang sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất để xác định loại đất. Sau khi xác định được hiện trạng thừa đất thì điều kiện được cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được quy định tại điều 101 Luật Đất đai hiện hành, cụ thể, trường hợp 1. Không phải nộp tiền sử dụng đất. Khi này điều kiện để được cấp sổ đỏ là đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ. Trường hợp 2. Có thể phải nộp tiền sử dụng đất, điều kiện để được cấp sổ đỏ là hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Đây được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch. Với đất không có giấy tờ, một trong những căn cứ quan trọng để được xem xét cấp sổ đó là phải sử dụng đất ổn định, căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định. Theo điều 21 nghị định 43/2014/NĐ-CP, sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp sổ. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau: biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở dây chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh giấy tờ nộp tiền điện nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thừa đất đăng ký giấy tờ về việc giao phân cấp nhà hoặc đất của cơ quan tổ chức được nhà nước giao quản lý sử dụng đất giấy tờ về mua bán nhà tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan bản đồ sơ mục kê tài liệu điều tra đo đạc về đất đai qua các thời kỳ bản kê khai đăng ký nhà đất có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký trường hợp không có một trong các loại giấy tờ trên hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy liên hệ chúng tôi nếu cần được hỗ trợ tư vấn nhé